thấy thầy chùa nào mà lợi lấy cái tay mà làm vậy đâu. Vậy là một xúc cái mắng chị. Hả? Động mùa động mã người ta đúng không? Chứ còn gì nữa? Bà muốn vậy vậy? Nếu bây giờ sư cô quay lại thì chị quay lại thì mấy cân đừng cho vô. Chặn lại không cho bà vô. Còn nếu mà bà muốn gì á thì cưng kêu bảo vệ mời ra. Vô mấy anh này quay tỉnh bơ đứng không biết. Không được có quay bà. Bà đâu có phải nhân vật chính đâu mà em quay bà làm gì? Đúng không? Còn nếu, còn nếu có chị chị nếu mà lên đây gặp chị ở đây thì sao? Nếu mà sư cố lên đây mà gặp chị ở đây thì chị sẽ không cho vô. Kêu bảo vệ vô á. Chị là cương quyết vậy đúng không? Không cho vô đúng không? Sao? Nhưng mà bà đòi vô. Bà đòi vô. Trời ơi ở đây phụ mình bà bảo vệ đây thiếu gì? Bà chạy vô. Chạy vô thì ẩm bà ra. Gặp chị thì sao? Chị đuổi ra luôn đúng không? Không phải là đuổi mà ra. Đuổi ra là bà không tắt. Mời ra. Hôm bữa anh đòi đã... cô. Hôm bữa anh hôm bữa anh này đòi nắm đầu quá nè. Mời cô ra. Hôm bữa anh này đòi nắm đầu mà nắm được. Đâu nắm. Rồi quên mà không tóc nắm được. Đây đây đó là nha. Cô ra không có mà đòi nắm đầu. Giờ mình nói với bà cũng lớn rồi mình cũng phải nói chuyện ra ba gì cũng được ha. Dạ tự nhạc hai gì cũng được ha. Đây là nghệ sĩ tự do nha, xin giới thiệu bắt đầu. Bây giờ sau khi bức xúc thì mình vui vẻ lại xíu. Mình lên câu vòng cổ Thanh Trương Huệ các coi. Ờ lên câu vòng cổ vòng sông quê em đi. Rồi. Em có ý kiến. Tụi mình đi qua đây đứng ngay cho cô quay ra ngoài thì cái hướng nó quay nó sẽ đẹp hơn. Không không cô 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 vô phía trong á, cô vô phía trong á. Rồi rồi rồi. Trong này. Trong này. Cô quay ra, quay ra. Đúng rồi. Sao tự nhiên cái lỗ rồi. Vậy đi. Đúng rồi, chính xác rồi đó. Bây giờ mình bắt đầu. Mình đứng được trước rồi đó. 1 2 3. 1, 2, 3 nha. Rồi. 4 chạy mất tiêu rồi. Dòng sông quê em đúng không? Từ buổi quen nhau em thường kể tranh nghe chuyện màu xanh trên dòng sông Vàm Cò. Kỷ niệm quê hương ai tình em đó và năm tháng xa nhau như con sông nhỏ trong lòng. Hay quá rồi. Dòng nước trong xanh soi ánh trăng dầm mấy mươi năm sông cùng ta gia trần là bấy nhiêu lần chở nặng chiến công màu xanh quê tôi lớn lên trong bom dầm lửa đàn nắng dài mưa ngàn có tình mẹ chân chiêu dòng sông tôi yêu chở nhiều nhung nhớ. Gà hay quá, cậu nắm cũng cộng thôi. Làm mắt tập trung luôn đúng không chị? Dàm có yêu thương nhân tình người em gái nhỏ. Dân ở bên anh không gió từ bao giờ. Long An ơi, chung thủy đợi chờ. Quê hương em là bài ca bấn tần. Chúng dũng kiên cường đánh giặc toàn dân. Qua Vàm Cò đông bóng nhớ về Tân Trù. Hỏi nợ nào không mang kỷ niệm quê hương. Mất mát đau thương càng cao giọng hát. Cài đắng mặn nồng vẫn thơm ngát tình em. Vỗ tay em. Vỗ tay. Có tay nhau vỗ. Vỗ tay. Thôi vậy ca thêm bản nhạc nữa đi nha. Dạ dạ. Sắp bong bo đi chị. Sắp sập bài. Ra thêm bản nhạc nữa. Phía nay anh đi rồi đi. Rồi, dạ. Phía nay đi rồi. Gió lành lành buồn người. Phía nay anh đi rồi. Bao nhớ nhung xa vời. Tôi nói không nên lời. Và yêu mến anh. Phút gần rồi nay thôi. Khuya nay anh đi rồi, tay nắm tay không rời, mà ngắm xa chân trời mà lòng sao nhớ thương hoài. Anh ơi, chớ quên ngày mai, đã có em chờ anh chung xây đẹp ý đời. Tương lai e ấm trên môi, yêu nhau ta thầm nói, nụ cười trao duyên mới. Ước vọng đề mà vui. Khuya nay anh đi rồi. Bao nhiêu đem chỉ trai xây đời. Đem mến thương cho người người đời chờ anh ơi. Đem chỉ trai xây đời. Đem mến thương cho người.
người đời chờ anh ơi. Quá hay. Chị ơi cho em hỏi một câu chị. Cảm ơn rất là nhiều luôn, hát hay quá. Ôi rồi hát nhiều. Hay quá. Để đến kiếm con mình con. Chị nhớ nha, Phật tử đến em với con. Chị gái cho em mở gì đến đâu chị ơi. Chị gái không muốn chia sẻ cả nhà. Chó rất là lớn. Cơm cả nhà. Đến đây thì bà Long xin phép là chào tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị đang xem kênh YouTube của Long Nhất Bình Dương nha. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị vui, chú xin đi gieo. Mình xin chào.